thì mới cho cháu đi thì chị em sống nổi. Vì cái nguyên với dân của chị từ hồi nhỏ đến chị đi muốn mới xóa cháu một ngày là chị không thể là chị không nổi với vợ cháu về cái sinh hoạt hàng ngày mình tạm rửa về ní cho các cháu nữa. Cho cháu mà đi xóm cách chị em chị sẽ không chịu nổi. À, nhưng mẹ con đi mà răng mà nó thấy cháu khỏe mạnh là chị mình cho đi mua đi được, là chị cho cháu đi được thôi.